Thưa quý vị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Thạnh khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024, tổ chức hội nghị lần thứ 16 để hiệp thương kiện toàn thành viên và bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Hội nghị đã tiến hành các bước bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện theo đúng quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và quy định của Đảng về công tác cán bộ. Ông Võ Minh Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, được hội nghị hiệp thương nhất trí cao giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024.